Cộng đồng mạng hốt hoảng khi Cúc Tịnh Y và Lộ Tư ngày càng giống nhau, hậu quả của phẫu thuật thẩm mỹ. Cư dân mạng đang bàn luận xôn xao về những hình ảnh mời của Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y. Bên cạnh khả năng diễn xuất, nhan sắc của dàn tiểu hòa lưu lượng hàng đầu showbiz cũng thường xuyên được cư dân mạng đặt lên bàn cân so sánh. Vừa qua, nhiều khán giả cảm thấy bối rối bởi sự giống nhau đầy ngỡ ngàng của Cúc Tịnh Y, Triệu Lộ Tư trong loạt ảnh mới nhất. Theo đó, nhiều nghi vấn về việc phẫu thuật thẩm mỹ của hai diễn viên đã được một số khán giả nhắc tới. Không hẹn mà gặp, hai mỹ nhân sở hữu lưu lượng cao của showbiz, Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y vừa chia sẻ loạt ảnh tự sướng của họ vào những ngày không có lịch quay phim. Được biết, bộ ảnh trên được cả hai đăng tải một cách ngẫu nhiên. Trong ảnh, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, làn da trắng mịn cùng ngũ quan hài hòa. Thông qua nét mặt, có vẻ như hai mỹ nhân đang có trạng thái cực kỳ tốt, không gian xung quanh cũng rất thoáng đãng và yên bình. Những hình ảnh đời thường của Lộ Tư và đàn chị nhận được nhiều lượt tương tác từ phía cư dân mạng. Theo đó, nhiều lời khen có cánh đã được gửi đến hai mỹ nhân, ai cũng công nhận nhan sắc của họ đều đúng kiểu thanh thuần, khó có thể kết luận người nào đẹp hơn người nào. Bên cạnh đó, một bộ phận cộng đồng mạng phát hiện ra ở một số khoảnh khắc gương mặt của hai diễn viên trông giống hệt nhau. Thậm chí có người thừa nhận dù đã xem ảnh rất kỹ, họ vẫn không phân biệt được đâu là Triệu Lộ Tư, do là Cúc Tịnh Y huống hồ, gì nhìn lướt qua. Do đó, nhiều nghi vấn về việc phẫu thuật thẩm mỹ quá đà đã được cộng đồng mạng đặt ra cho sự giống nhau bất thường của hai diễn viên. Tuy nhiên, nhiều fan đã tràn vào bênh vực hai mỹ nhân và cho rằng vì các yếu tố khách quan như góc chụp, cách tạo dáng, biểu cảm khiến họ bị hiểu lầm. Chưa kể, rất có thể Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cùng chọn một app chụp ảnh nên màu sắc trông khá đồng điệu. Mặt khác, hai diễn viên vốn có nổi tiếng gương mặt nhỏ nhắn, các đường nét hài hòa, thanh thuần nên mới tạo cảm giác tương đồng khi chụp ảnh tự sướng. Hiện những hình ảnh mới của Lộ Tư và Cúc Tịnh Y vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ phía cư dân mạng. Về địa hạt phim ảnh, cặp đôi vẫn tham gia ghi hình cho nhiều dự án lớn từ hiện đại tới cổ trang. Trong khi Lộ Tư thường xuyên nêu hot search những phim vụ trộm không thể giấu, thì Cúc Tịnh Y lại gây bão với tạo hình dân quốc trong dự án điện ảnh mới. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.